Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi. Sau đây tôi xin giới thiệu đến các anh chị và các bạn phần 4 trên 5 của bài 14. Trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại cái bản từ trước khi chúng ta vào đọc các cái đoạn đàm thoại và cái bài đọc thêm. Thứ nhất chúng ta có từ hoàng chiếu. Hoàng chiếu âm Hán Việt là võng cầu, có nghĩa là quần vợt hoặc là tennis. Động từ cho cái từ hoàng chiếu này là tạ như vậy là chơi tennis là táo hoàng xỉu táo hoàng xỉu à, bóng rổ là lãnh xỉu như vậy cũng tà lãnh xỉu rồi bóng chuyền là phải xỉu cũng tà phải xỉu kế tiếp là chúng ta có từ hỏa tôn hỏa tôn từ này sẽ có hai nghĩa nghĩa thứ nhất là danh từ là hoạt động ví dụ như hôm nay trường của tôi có hoạt động chiến thiên của xé xeo dầu hỏa tôn xé xeo dầu hỏa tôn cung sư dầu hỏa tôn à, công ty có hoạt động gì đó rồi khổ tung còn có nghĩa khác là động từ, có nghĩa là vận động. Ví dụ tôi muốn đi ra ngoài vận động một chút. Quả sàng xuy quai biến khổ tung gì xa. khổ tung khổ Từ thứ ba, chúng ta có từ xè. Xè là viết. Ví dụ như viết chữ hán là xè han xơ. Viết chữ là xè xơ. Viết thư là xè xin. Tôi viết thư cho bố, của cày ba bà xè xin. Tôi viết thư cho bố mẹ, của cày phu mụ xè xin. Và chúng ta lưu ý là cái đó là mình nghĩ cái gì đó mình viết ra. Còn mình viết ra những cái điều gì đó do người ta nói mình ghi chép lại thì nó có từ chi khác ha. Ví dụ thầy nói cái gì là con phải ghi chép lại. Lào sư George Mullen nỉ giao chi xe lại, à, chứ không có xè. Nó sẽ có từ chi là chữ ký. À, nằm ở trong từ chi trợ là phóng viên á, ký giả đó. Từ thứ tư ta có tiên diện là phim. Như vậy là phim gì là sống ở tiên diện. Chính <laughs> diện Hôm nay có phim gì Hoặc là nà của tiên diện là phim của nước nào à, Tôi thích xem phim của Trung Quốc Của Sì Hoan Khan Trung Quốc tiên diện à, cứ cơ Sì Hoan Khan Mày của tiên diện Anh tôi thích xem phim Mỹ Từ thứ năm tôi có từ chầu Chầu là đi và cũng nhắc là không có nêu điểm đến ở phía sau Ví dụ bây giờ trễ quá rồi chúng ta đi thôi Xin trai thai hoàn là Của ba Chỉ đến chỗ, mấy giờ đi Ba đến chầu tám giờ đi À, chỗ không nêu ra điểm đến Như vậy chúng ta chỉ có thể nói là Chị trúng của Không có nói chậu trúng của Chị là sư gia Không có nói là chỗ là sư gia Chúng ta nhớ vậy là được rồi Từ thứ sáu chúng ta có từ thủng chứ là đồng chí à, Cũng vậy thôi à, Âm hán Việt luôn Từ thứ bảy là kỳ à, Thứ nhất nó là động từ cho à, ba bà, bà kể gọi ý bành xu Bố cho tôi một quyển sách Bà phẫn vô kể gọi Ý bành sứ tiền bạn tôi cho tôi một quyển từ điển Ờ tha kể hòa hình tố túng xí anh ấy cho tôi rất nhiều thứ rồi kề cũng có cái nghĩa khác nữa nó không phải là động từ mà nó là giới từ ví dụ tôi viết thư cho bố của kề ba bà sẽ xin tôi gọi điện thoại cho bố của kề ba bà tà tiên hoa chúng ta lưu ý vậy kề ngoài ra còn một nghĩa nữa có nghĩa là đưa ví dụ đây là thư của anh ấy này bạn đưa cho anh ấy đi treasure tha tới xin đi kề tha bà đoạn sư thời xin đi kể thá bà hoặc là mình đi mua đồ mình đi mua đồ mình nói tiền đây anh kể ni chén. mình lấy đồ rồi mình nói kể ni chén. tiền đây anh từ thứ tám ta có từ trang trang thì nghĩa thứ nhất là họ trương rồi nghĩa thứ hai là nó là lượng từ cho rất là nhiều cái thứ gì đó mỏng mỏng ví dụ dĩ trang dỗ pheo một con tem y trang trựa một tờ giấy từ thứ chín là dỗ phiếu là con tem như vậy là quầy giá mài y trang dỗ phiếu. Tôi muốn mua một con tem dỗ phiếu. Từ thứ chín ta có từ mỏ. Mỏ nghĩa gốc là cái lông tơ mềm, lông thỏ, lông cừu đồ này nọ đó là dùng từ mỏ này bút lông là mỏ bị bút lông là mỏ bì còn mỏ trong phạm vi của bài thì nó có nghĩa là hào 10 hào thì được một đồng như vậy là ví dụ chúng ta nói là hai đồng rưỡi hay là ba đồng rưỡi chẳng hạn san khoai u mẫu cũng có thể nói tắt là xanh khoai gũ, 3 đồng rưỡi. Cái tiếp chúng ta có từ thứ 11 là từ chai. Chai này có nhiều nghĩa. Thứ nhất là đặt trước các cái động từ để chỉ cái hành động gì đó. Được lặp lại, như vậy là chuyển đi chai số Anh vui lòng lặp lại dùm hay nói lại dùm. Nì chai số bà, bạn làm là đi chai khan Xem lại, chai xẻ là viết lại. Rồi chai có một cái nghĩa khác nữa, có nghĩa là rồi hãy. Rồi hãy ví dụ ăn cơm rồi hãy đi nha. Nì chi phan là chai ba. Chi phan là chai chỗ. Ăn cơm rồi hãy đi. Miễn thêm chai số ba. Ngày mai rồi hãy nói. Như vậy là chai đứng trước động từ. Để chỉ cái hành động nó được lặp lại. Chai còn có nghĩa là rồi hãy. rồi hãy. Từ thứ 12 là mài. Mài là mua. Uh, đi tru sangen cho mờ của truy sangen mãtung sĩ đi mua đồ mua búc và vở rồi ta có một từ nữa mai là bán như vậy là chu mã mai, mai là buôn bán tôi rất thích buôn bán của hấn xì hoán cho mai mai của ba bà, bà cho mã mai, mai bố tôi buôn bán rồi mai là mua Tiền bao là điện tính gọi là điện báo Điện báo vừa rồi ta có là pha Tiên bao là gửi tính đấy. À, vì có những cái vùng xa xôi người ta không có gửi thư được thì người ta gửi điện tính đến bưu điện đó rồi nhân viên bưu điện sẽ mang gấp đến cho những cái người nào đó mà, mà nhận điện tính đó như vậy động từ là pha tiền bao cái tiếp trự là giấy y trang trự là một tờ giấy tôi muốn uh, tôi cần một tờ giấy của giao y trang trự của giao y trang bãi trự tôi cần một tờ giấy trắng tiền bao trự là giấy để mà viết điện tính nó có cái mẫu giấy riêng từ thứ 15 là phân Phân à, có nghĩa là Trước đây có nghĩa là phúc Mình học là phúc Bây giờ phân còn có một cái nghĩa khác nữa Đó là su Rồi phân còn có một nghĩa khác nữa Tức là chia ra, phân chia ra Ví dụ mình có một cái, cái bánh mà nó chia cho mọi người ăn đi Phân cày ta chết sư bà Phân ta chết Phân Kế tiếp ta có từ chuyển là tiền Ví dụ chuyển mà Ở khởi sư tố Bạn có tiền không? Có nhưng mà không nhiều đi dụ tối chén bạn có bao nhiêu tiền chưa giờ tôi xào chén cái này bao nhiêu tiền rồi ví dụ ba đồng là xanh khoai chén xanh khoai cũng được xanh khoai chén cũng được à, có một cái thành ngữ là, chén là, là chen chén dèn hỗn chén này là khăn chén nhìn thấy tiền là đỏ mắt thì mình dịch là thấy tiền là sáng mắt à chen chén dèn hỗn hay là trước đây mình có một thành ngữ là dồ chén nữ sử quầy thuy sơ dù chén những sửa quầy thuê sơ có tiền có thể khiến cho quỷ đẩy xe à, còn mình thì à, nói là có tiền thì mua tiền cũng được à, dù sẽ những sửa quầy thuê sơ hay là trước đây mình cũng có gặp một một cái câu là chén bổ sư quan nẫn tiền không phải là vạn năng khởi sư mỹ dù chén quan quan vô nẫn nhưng mà không có tiền thì vạn vạn bất năng tức là hàng vạn hàng vạn những cái chuyện cũng không thể nào làm được Chén bổ sư quan nẫn khởi sư mỹ dù chén quan quan vô nẫn từ thứ 17 ta có từ phu xin là bố Từ thứ 18 ta có mù chiến là mẹ Như vậy là ghép vô phu mù là bố mẹ Từ thứ 19 ta có từ lì dỗ lười dỗ là du lịch Như vậy là quả xì hoan suy dỗ Tôi thích đi du lịch Quả phú xì hoan suy lì dỗ Tôi không thích đi du lịch Rồi vậy thôi Suy trung của lì dỗ Đi du lịch Trung Quốc từ thứ 20 là trữ dầu, trừ là chỉ, trữ dầu là chỉ có, tôi chỉ có một quyển sách thôi hoặc trưởng dưới bàn số tôi chỉ có hai cái bút thôi hoặc trưởng dụ lần bị hoặc trưởng chỉ có mấy mẹ là trưởng là chỉ có cái tiếp chúng ta có từ thứ 21 là xin si Xin si có nghĩa là thứ chín à, thiên xin si chỉ hôm nay thứ mấy chín thiên sinh si liu, hôm nay thứ bảy chín à, thiên xin si y hôm nay thứ hai miễn xin sinh si e, ngày mai thứ ba rồi chúng ta lưu ý là À, trong tiếng Việt mình bắt đầu từ ngày thứ hai, như vậy là tiếng Hoa thì nó thứ một, cho nên là thứ hai của mình nó sẽ nói là xin si xin si er, xin si xanh gì đó, kéo dài cho đến xin si liu là thứ bảy. Chủ nhật là xin si thiên cũng có thể nói là xin si rơ. Từ xin si này còn có một nghĩa khác nữa, tức là tuần. Dĩ cơ xin si là một tuần, liền cơ xin si là hai tuần. Của ba bà suy trung của liền cơ xin si là bố tôi đi Trung Quốc hai tuần rồi một lưu ý nữa từ sinh si bằng một từ khác đó là lì bài như vậy là sinh si y là bằng với lì bài y sinh si a bằng với lì bài a và cho đến à, chủ nhật là sinh si thiên bằng với lì bài thiên từ thứ 22 chúng ta có từ thảy. Thảy là bầu bạn hoặc là đưa ai đó cùng đi cùng làm gì đó của thảy phu mù chi sư phan tôi đưa bố mẹ đi ăn cơm Wo người suy thiên Tôi đưa bạn gái đi nghe nhạc Rồi Còn mình đưa đến một cái địa điểm nào đó rồi mình về thì không dùng từ pay Lúc đó ta sẽ có từ sung à, cũng có nghĩa là tiếp Ví dụ bạn tôi đến mà tôi không có thời gian để tiếp anh ấy tôi rất là ngại Wo phong lại hình hào tiếp chúng ta có từ thứ 23 là quên, từ này chúng ta gặp nhiều rồi quên là hỏi. Mà quên tha, tha ta xưa hủy tả tôi hỏi nấy nhưng mà nấy không có trả lời thiên, quên là quên hôm nay nấy hỏi rất là nhiều vấn đề cao su là cho biết à, cái việc hôm nay là à, bạn trương cho tôi biết chim thiên thời xưa à, xưa sèo trang cao su cái việc này đừng nói cho bố mẹ biết nha sơn à, thì bố giao cao su Papa mama tách ra một từ cao không có nghĩa là thưa ví dụ anh đã làm việc xấu rồi tôi thưa anh nì cho là bố hào sơ nì cho là hoài của xin cao nì tôi đi thưa anh cao là thưa thư kiện từ thứ 25 là quẩn hoa trung Quốc quẩn hoa văn hóa trung hoa gì đó duyên ảnh văn quẩn hoa văn hóa việt nam của sĩ hoan trung quốc hoa tôi thích học văn hóa trung hoa trung quốc từ thứ 26 là phân triển là phong cảnh ví dụ duyên ảnh phân diện hình mày trung quốc phân diện nhà hình mày phong cảnh việt nam rất đẹp phong cảnh của trung quốc cũng rất đẹp à, phân diện phê sáng mệ. phong cảnh của nhật cực kỳ đẹp rồi vậy thôi từ thứ 27 là tung si tung si là đồ suy sang tiên mày tôi đi cửa hàng mua đồ à, những cái món đồ này là của ai vậy Trên xe tung si sư sĩ ta à, những cái món đồ này là của ai trên xe tung xi ba ta những cái món đồ này là của bố tôi Mai tung xi mai tung xi tung là hướng đông và xi là hướng tây kế tiếp ta có từ thứ 28 là trẻ tiên trẻ tiên là quyết định của chửa tiên miễn nẻn suy trung Quốc chửa sĩ tôi quyết định năm sau đi trung quốc để học tập từ thứ 29 là sen sen là trước ví dụ như bạn ăn trước đi đi sen ba có việc gì bạn nói trước đi vô đi xem số ba bạn về trước đi tôi có việc một chút nữa tôi về sau đi xem huế ba bỏ vô sơ huế của chú Huệ và chúng ta có những cái danh từ riêng à, chúng ta có thứ nhất là Hùng lỗ mân Hùng lỗ mân là hồng lâu mộng tức là tên một tác phẩm kinh điển của trung quốc á. thứ hai là lỗ lá lỗ lá là lo ra tên một cái À, người nước ngoài, người phương Tây Cái tiếp chúng ta có từ Xi'an Xi'an là Tây An, tên một thành phố cổ của Trung Quốc Cái tiếp nữa ta có từ Hãng Trô là Hàng Châu Tên thành phố Hàng Châu thuộc tỉnh Triết Giang của Trung Quốc à, Quây Liễn là Quế Lâm, một thành phố miền Nam Trung Quốc Và cuối cùng là Quảng Trô là Quảng Châu à, Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc mấy cái từ mới Mấy cái danh từ riêng này nha Hủng lỗ mông Lão La Xi si An Hàng Châu Quy Liên Quảng Châu Và đến đây mình xin kết thúc phần 4 trên 5 của bài 14 Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi Hẹn gặp mọi người ở video clip kế tiếp à, Xin chào